Nhân viên hành chính văn phòng thường luôn rất bận rộn với nhiều công việc không tên. Chỉ cần một chút cầu thả lơ là thì mọi giấy tờ sẽ nhanh chóng trở nên bừa bộn và khó tìm kiếm khi cần thiết. Đó là lý do máy dán nhãn ra đời ở Nhật Bản, trở thành người trợ thủ đắc lực cho công việc đánh dấu, phân loại giấy tờ, văn bản của những người làm văn phòng. Và dòng máy này vừa xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Chị Uyên Nhã, một nhân viên hành chính văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đang làm công việc quen thuộc hàng ngày của mình, đánh máy tên file các văn bản cần dán nhãn, in ra, dùng kéo cắt và ghép băng dính hai mặt rồi dán. Những ngày có nhiều tập văn bản cần phân loại, thao tác thủ công này tốn khá nhiều thời gian. Còn đây là chiếc máy dán nhãn Tepra Pro của Nhật Bản. Chiếc máy có đầy đủ bàn phím chữ cái, các nút thao tác cơ bản và màn hình LCD để người dùng dễ theo dõi. Với máy dán nhãn này, việc phân loại tài liệu và vật dụng tỏ ra dễ dàng hơn trước. Dòng máy này khá phổ biến tại Nhật Bản, có thể sử dụng máy để dán nhãn những văn bản giấy tờ cần thiết hoặc đánh dấu ngăn tủ, ngăn đựng chìa khóa hay tủ bếp. Tôi hy vọng dòng máy mới mà King Jim phân phối sẽ giúp thay đổi thói quen làm việc để cao hiệu quả công việc cho các công sở Việt Nam. Sau khi in, máy có chế độ cắt tự động. Máy cũng có thể lưu tối đa 3 tin đã in gần nhất để hỗ trợ người dùng khi muốn in thêm. Với những nhãn đặc biệt, người dùng có thể chèn thêm biểu tượng dễ thương hoặc đường viền. Như dòng chữ với icon trẻ trung này sẽ giúp chị Nhã có một ngày làm việc mới với nhiều cảm hứng. Máy Tepra hiện tại cung cấp ra thị trường Việt Nam hai phiên bản, Tepra Pro SR330 màu xám nhạt với mức giá gần 3,5 triệu đồng và máy Tepra Pro SR150 màu trắng ngà chỉ khoảng 2 triệu đồng. Điểm khác biệt cơ bản trên hai phiên bản này là độ rộng bảng nhãn sử dụng cho máy tính bằng đơn vị mm. SR330 ngoài các kích cỡ thông thường còn có thêm cỡ đại là 24 mm. Màn hình LCD của SR330 lớn và hiển thị được nhiều từ, biểu tượng hơn SR150. Tuy nhiên do máy chỉ sử dụng tiếng Nhật nên cũng gây khó khăn cho người dùng Việt. Điểm hạn chế mà tôi không vừa ý nhất đó là mới ban đầu sử dụng thì tất cả các thao tác trên máy đều là bằng tiếng Nhật. Và bản thân tôi đối với nhân viên văn phòng thì không có biết rõ rành tiếng Nhật cho lắm thì ban đầu sử dụng nó hơi khó khăn. Mình phải mò rất là nhiều. Nhưng mà sau này thì sau một hai lần sử dụng thì tôi cảm thấy rất là dễ dàng hơn nhiều và khá là đơn giản. Sau ít phút dùng thử, phóng viên 10 phút cập nhật thấy quả thực phải lần mò khá lâu với những hướng dẫn tiếng Nhật trên máy. Mức giá của máy cũng hơi cao nên khó chinh phục những người không có nhu cầu phân loại tài liệu quá nhiều. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận thấy việc chỉ lưu được 3 tin soạn gần nhất vẫn có phần hơi ít ỏi. Đây là máy dán nhãn nhỏ gọn cho văn phòng đầu tiên ở Việt Nam nên thật khó để có thể so sánh với các máy cắt dán công nghiệp từ trước. Tuy nhiên, để chinh phục công sở nước ngoài, các nhà sản xuất Nhật Bản vẫn còn khá nhiều cải tiến cần làm với dòng máy này.